Thì cái hôm mà ngày 5 tháng 12 á, thầy có up cái bài trên lớp như thế này. Đó là xác định hàm truyền của một hệ thống có bất biên như sau. Hệ thống không có khâu trễ ha. Bài này 0,3 điểm. Thì không có khâu trễ thì trong cái hàm truyền các bạn sẽ tính ra nó sẽ không có cái khâu là E mũ trừ TS. Tại vì một cái hệ thống mà nó có khâu trễ hay không có khâu trễ thì cái bobbin nó cũng y chang nhau à. Thành ra là ở đây thầy đặt trước luôn là hệ không có khâu trễ. Để trong cái hàm truyền cuối cùng của các bạn không cần thiết phải để E mũ trừ TS. Thì trong cái hình này các bạn thấy độ dốc ban đầu của mình là trừ 20 dB trên một đề cạc. Chứng tỏ là ban đầu mình có cái khâu là một khâu, có một khâu tích phân lý tưởng, tức là một trên S đó. Còn nếu có hai khâu tích phân lý tưởng thì ở chỗ này sẽ là trừ 40 dB trên một đề cạc độ dốc ban đầu. Thì khi đáng lẽ nó sẽ tới điểm A. Điểm A là một cái điểm nằm ở phía trên 20 một chút. Có một số bạn họ canh trên cái hình này, họ lấy một con số ví dụ như 21 thì nó thầy không chấp nhận nha. Tại vì mình phải tính toán đàng hoàng để ra coi điểm A tọa độ 20 log K nó là bao nhiêu chính xác để mà ra được thằng K chính xác. Không có dựa vào hình mà đoán đại được ha. Thì ở đây mình thấy rằng á chỗ này là 33, ban đầu cái đề của thầy không có số 33 này cho nên các bạn sẽ không tính được, nhưng mà sau đó thầy có update lại cái đề. 5 phút sau đó thôi, đó là chỗ này sẽ là 33. Khi mà chỗ này 33 thì các bạn thấy ví dụ như cái điểm này là một tần số gãy. Tần số gãy này sẽ tương ứng với một cái khâu là nó sẽ tương ứng với một khâu quán tính bậc 1 ha. Một khâu quán tính bậc 1 làm độ dốc nó giảm tiếp 20 nữa trở thành âm 40 dB trên một đề cạc. Thì cái khâu quán tính bậc 1 này sẽ tương ứng với cái log omega bằng trừ 0,6, thì từ đó bằng suy ngược lại tần số gãy là bằng bao nhiêu nha. Cái lần 10 mũ trừ 0,6 thì bằng bao nhiêu radian trên giây. Thì ở đây muốn tìm được A thì mình thấy rằng nè, từ đây từ cái chỗ trừ 0,6 tới chỗ 0 này á là 0,6 đề cạc. Trong vòng 0,6 đề cạc nếu không có tần số gãy này thì độ dốc của nó sẽ là âm 20. Như vậy thì nó sẽ giảm bao nhiêu, cái chain L này sẽ giảm bao nhiêu ha. Cái độ giảm của thằng L này nè, nó từ 33 nó giảm xuống bao nhiêu, nó sẽ tỷ lệ với cái đoạn trừ 0,6 cho tới 0. Từ đó bạn sẽ suy ra điểm A nó có tọa độ là bao nhiêu thế nào ha. Điểm A nó từ điểm A bạn biết nó bao nhiêu rồi thì bạn sẽ suy ra được cái điểm K, cái giá trị K, giá trị khuếch đại K. Còn tần số gãy thì dễ dàng, ở đây mình có một tần số gãy tương ứng khâu quán tính bậc 1, ở đây mình sẽ có hai cái tần số gãy tương ứng với hai khâu vi phân bậc 1 hoặc là một hai khâu vi phân bậc 1 trùng nhau ha, có nghĩa là cái TS cộng 1 tất cả bình phương đó. Rồi chỗ này thì mình sẽ gặp thêm một khâu quán tính bậc 1 nữa để nó giảm thì trừ 20 thì mình cũng tính được tần số gãy tương ứng nè. Ở đây tần số gãy tương ứng. Cho nên bài 1 thực sự mình giải nó cũng không khó khăn gì nếu mà bạn biết được chuyện đó. Bài 2 thì cho hệ thống hồi tiếp âm. Hệ trên ổn định hay không nếu xét theo tiêu chuẩn ổn định Bose thì có một số bạn họ vẽ Bose biên Bose pha rồi họ tính toán ra đàng hoàng coi là hệ mình ổn định hay không. Họ tính omega C omega trừ bi rồi họ suy ra độ dự trữ pha, độ dự trữ biên vân vân. Tuy nhiên có một số bạn thì họ không cần vẽ bot luôn, họ dùng đại số họ tính toán đàng hoàng hết thì cũng không sai ha. Thì bài này là 0,3 điểm. Có nghĩa là cái bạn đó dựa vào cái dây hở này nè. Các bạn đó suy ra được cái omega C, omega trừ bi rồi bạn suy ra được GM rồi phi M rồi bạn xét coi là nó có đều lớn hơn không không, chỉ cần một thành phần nhỏ hơn không là mất ổn định. Thì các bạn mình nó chỉ cần tính một thành phần thôi và đã thấy âm rồi cho nên không tính thành phần còn lại luôn, kết luận mất ổn định cũng được, không sao hết ha. Còn bạn nào mà giải bốt biên bốt pha sẽ hơi mất thời gian chút nhưng mà thầy vẫn chấm điểm bình thường cho các bạn, không vấn đề gì. Bài 3 vẽ quỹ đạo hệ nghiệm số hệ hồi tiếp sao, nhưng đây là một hệ hồi tiếp không phải là một hệ hồi tiếp âm đơn vị cho nên bạn phải tính lại phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng của mình sẽ là một cộng dê hở nhân cho cái h hồi tiếp này, cho nên nó là các bạn sẽ tương đương nó với một hệ hồi tiếp âm đơn vị có dê hở là k nhân cho s cộng 10 chia cho s cộng 7 s bình phương cộng 6 s cộng 12. Mình sẽ tương đương như vậy để mình có thể giải tiếp và cuối cùng bạn vẽ được quỹ đạo quỹ đạo nghiệm số và bạn sẽ kết luận là hệ ổn định với k bằng mấy ha. Giải hết thì sẽ được 0,3 điểm. Thì sau đây là có một bạn họ đã giải rồi nè ha. Đây. Bài 1 xác định hệ thống có hàm truyền Bose như thế này. Đây đây, liệt kê các khâu ra. Liệt kê các khâu ra.
thì hai khâu quán tính bậc 1 nè, một hai khâu vi phân bậc 1 rồi một khâu tỷ lệ. Vì hàm truyền sẽ có dạng là đây. Hàm truyền sẽ có dạng là như thế này ha. TS là 1 trên omega. Ừ, rồi. Và bạn tính nó được K bằng 1,22, 11,22, 11,22 nha. Rồi. Rồi bài số 2 thì bạn mình vẽ bót biên ra. Một số bạn thì không vẽ bót biên mà ngồi tính luôn cái độ dự trữ pha, độ dự trữ biên, tính omega C, omega trừ bi thì cũng được. Bạn này thì bạn vẽ bót biên ra. Rồi vẽ bót biên ra nè ha. Có nhiều bạn độ dốc trừ 40, trừ 60, trừ 20 vẽ y chang nhau luôn ha, là sai nha. Mà độ dốc mình phải dựa vào độ dốc tham khảo để mình vẽ đàng hoàng. Thầy có dặn nhiều lần trên lớp rồi. Rồi. À, rồi dựa vào cái tính toán đại số hoặc là dựa vào hình vẽ, mà nếu bạn vẽ chính xác thì bạn sẽ suy ra được cái omega C. Rồi bạn tính ra omega C phi omega C bằng như thế này. Làm mới tính ra thằng phi m thôi, nó mới tính ra độ dự trữ pha thôi là thấy âm rồi, là mất ổn định rồi, khỏi cần tính thằng độ dự trữ biên nữa ha. Rồi vẽ quy đồng nghiệm số thì đây. Vẽ quy đồng nghiệm số thì đây. Rồi, hệ thống có 3 nhánh xuất phát từ 3 cực. Rồi. Rồi, tìm điểm tách nhập. À, cái này là bạn mình tính cái góc xuất phát này nha. Có một số bạn không tính OA. Có một số bạn họ không có tính OA, phải tính OA nha. Không tính OA dẫn tới là bạn không biết là cái đường tiệm cận của bạn xuất phát từ cái điểm nào. Bạn không xác định điểm A, làm sao bạn biết được cái góc tiệm cận của mình xuất phát từ điểm nào, không? Cho nên vẽ quy đồng nghiệm số không có OA là vẽ sai hết. Rồi. Rồi chỗ này tìm điểm tách nhập, bạn mình tính rồi loại hết ba thằng. Có một số bạn lại không biết cách phân biệt cho nên ghi nhận cái này loại cái kia. Nó là trong trường hợp này mình loại cả ba cái. Góc xuất phát từ cực phức này thì có một số bạn cũng tính sai nữa nha. Ở đây là 80,5 là đúng đó. Rồi. Các bạn lưu ý là góc xuất phát 80,5 có nghĩa là nó phải hơi không bằng 90 độ một chút, nó hơi lại vô bên phía tay phải một chút. Còn đây là bạn mình vẽ xuất phát đúng từ từ 80 luôn rồi, từ 90 luôn rồi. Mình phải vẽ nó hơi lệch về phía bên tay phải một chút để nó đạt là 80 phẩy mấy đó, gần gần 90 thôi. Bạn mình vẽ 90 ở đây là không chính xác lắm. OA nè, OA là trừ 1, 1 trừ 1,5, vẽ lên hai đường tiệm cận tạo thành góc bi với ba bi chia 2 ha. Rồi hai đường tiệm cận xuất phát từ hai cực phức nó bám theo cái đường tiệm cận, xin lỗi, hai cái nhánh quy đồng nghiệm số xuất phát từ hai cực phức sẽ bám hai cái đường tiệm cận. Còn có chỗ này có một cái nhánh quy đồng nghiệm số xuất phát từ trừ 7 tiến tới trừ 10. Có một số bạn là vẽ cái này đi ra vô cùng luôn, sai nha. Ở đây nó chỉ từ trừ 7 nó đến trừ 10 là cái nhánh màu đỏ đỏ này thôi. Bạn nào mà vẽ mũi tên vào đây là coi như quy đồng nghiệm số bị sai ha. Và bạn xét tiêu chuẩn rao. Xét tiêu chuẩn rao thì bạn thấy là không có cái K nào, có nghĩa là hệ ổn định với mọi K, có nghĩa là nguyên cái cột này nó đều dương hết với mọi K bằng 0 tiến tới cho cộng vô cùng. Trong quy đồng nghiệm số thì mình chỉ xét K từ 0 tiến tới cộng vô cùng thôi. Thành ra là nguyên cái cột thứ nhất của bảng rao đều sẽ dương hết với mọi K như vậy. Cho nên hệ mình sẽ ổn định với mọi K lớn hơn 0 ha. Ở đây bạn mình nó thấy là K nó lớn hơn trừ 8 là hệ ổn định. Ừ, như vậy là thiếu câu kết luận, nó đáng lẽ phải ghi rõ ràng ra là hệ ổn định với mọi K lớn hơn 0. Tại vì quy đồng nghiệm số mình chỉ xét K từ 0 tới cộng vô cùng thôi ha. Và tất nhiên là không có thằng K giới hạn. Họ hệ ổn định với mọi K cho nên toàn bộ quỹ đạo nghiệm số của mình đều sẽ nằm bên bên trái mặt phẳng phức hết. Không có cái nào, không có một cái điểm nào nằm bên phải mặt phẳng phức hết ha. Rồi.